cô không phải là Nguyệt. Con Nguyệt chưa từng bị tai nạn bao giờ. Mẹ nói gì vậy? Con là Nguyệt mà. Thực chất con là Dương, chị song sinh của con Nguyệt đúng không? Có phải hai đứa đã tráo thân phận cho nhau vào trước cái ngày đám cưới không? Hả? Mẹ bị sao vậy? Mẹ nói gì con không hiểu gì hết. Cô đừng có làm bộ nữa. Trước đây tôi đã cảm thấy cô khác rồi, nhưng giờ tôi nghĩ vì đám cưới nên cô căng thẳng. Nhưng bây giờ nghĩ lại, người đám cưới không phải là con Nguyệt mà là cô. Nè, nếu cô chối, tôi cũng có cách nhận diện ra hai đứa. Cô nói thiệt đi, con Nguyệt bây giờ đang ở đâu? Tại sao cô lại cướp thân phận của con tôi? Hả? Con không có. Tại sao? Con không có cướp thân phận của Nguyệt. Là Nguyệt tự đổi với con thôi. Nếu con Nguyệt đổi cái gì với cô thì tôi còn tin. Nhưng nó yêu thằng Bảo lắm. Chẳng lẽ nó để cô cưới cái người mà nó yêu thương sao? Cô nói đi. Mẹ, tại lúc đó tụi giang hồ nó bắt nhầm lẫn con với Nguyệt. Nguyệt về dưới Sóc Trăng trong đêm trước ngày cưới thôi mẹ. Con có muốn nói dối đâu. Cô buông ra đi. Cô dối gạt có chủ đích. Nếu mà lúc nhầm lẫn đó, cô có thể nói rõ chuyện đó cho chúng tôi mà, để tôi và thằng Bảo đi cứu nó chứ. Mẹ ơi, con xin lỗi mẹ. Mẹ ơi, con ích kỷ, con sai rồi. Mẹ ơi, mẹ đừng có nói chuyện này cho anh Bảo biết nha mẹ. Vậy là cô đã biết con Nguyệt đang ở đâu đúng không? Cô mau đưa nó về gặp tôi đi. Làm ơn đi. Không được đâu mẹ. Nếu Nguyệt trở về với mẹ, anh Bảo tiếp xúc nhất định sẽ nhận ra Nguyệt. Mẹ ơi, không được đâu. Không được đâu mẹ ơi. Không lẽ cô muốn tôi không bao giờ gặp lại con tôi hay sao? Thằng Bảo bây giờ là chồng của cô rồi, nó cũng không thể quay lại với con Nguyệt được đâu. Nè, nếu bây giờ cô không đưa con Nguyệt về, tôi sẽ nói hết sự thật cho mọi người biết. Không, không, không được đâu mẹ ơi. Cô mẹ, giảng ra đi. Đừng mà mẹ. Mẹ ơi, cô đừng gọi tôi là mẹ. Tôi chỉ có một đứa con là con Nguyệt thôi. Cô luôn tìm cách tránh mặt tôi. Cô đâu có coi tôi là mẹ đâu. Cô mau đi tìm con Nguyệt về cho tôi. Đừng có nói nhiều nữa. Lẹ lên. Mẹ ơi, được rồi, được rồi. Con sẽ đi tìm Nguyệt về cho mẹ. Nha mẹ, nha. Cô nhớ nghe. Yeah.